Cho các bạn mình hướng dẫn các bạn cách kết nối đồng hồ Garmin Forerunner 245 và app Garmin Connect trên điện thoại các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn bật Bluetooth vào vị trí trên điện thoại xong lên. Trên điện thoại các bạn mở cái app Garmin Connect ra nhá. Đó, các bạn có thể ấn vào đây. Các bạn ấn vào đây nhá. Còn nếu ở điện thoại iPhone thì các bạn ấn phía dưới này các bạn nhá. Đó, ấn vào đây. Để các bạn thêm thiết bị này. Thiết bị Garmin này. Rồi các bạn thêm thiết bị nhá. Đó. Nó sẽ nhận ra cái thiết bị của mình. Mình kết nối nhá. Để cho phép. Đấy, rồi các bạn nhập cái mã này vào. Và đợi nó kết nối với các bạn nhé. Đợi có này. Xong các bạn nhé, kết nối xong. Rồi các bạn thiết lập giờ đi ngủ, các thứ. Các bạn có thể đồng bộ ngay hoặc là các bạn bảo qua đồng bộ sau. Đã hoàn tất các bạn nhé.